Hỏi sức khỏe. Ui, mỗi đứa 20. Mỗi đứa 5.000. Bà nội lại mất tiền. Bà nội làm cực khổ lắm con. Bà nội cho ta 25.000, mỗi đứa 5.000 nha. 5.000 chia đồng nha. Ở đây có 5 đứa là mỗi đứa 5.000 đó nha. Đúng rồi. Hiểu không? Mỗi đứa được 5.000. Mình lấy tờ tiền mồi của mày cho. Rồi đoàn kết nhau mà sống, không có giành giật nha các con. Rồi vui vẻ hòa thuận. Đi từ từ thôi, chạy té. Về nhà hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha. Luôn nha con. Rồi đi học nghe lời thầy cô giáo dạy. Đừng có đi với người lạ nha các con. Rồi chào các con.